Do nhân gì, duyên gì kiếp trước mà một người đã biết đến Phật Pháp mà lại dính phải tà kiến, mở ngoặc thường kiến? Nên làm gì để đề phòng kiếp sau mình không mắc phải tà kiến như vậy? Cái chuyện tà kiến rất là khó nói. Bởi vì ngay cả cái vị một vị tỷ kheo ở thời Đức Phật quá khứ, vị này là một trong nhóm 5 vị đi thấy là Phật Pháp bắt đầu sa sút rồi. 5 vị này mới kéo nhau lên trên núi, vào rừng lên núi, rồi lên trên đó tu. Cái kiểu tu là một là chứng, hai là chết. Đó, thì quý vị cũng nghe rồi, đó vị đầu tiên thì chứng A-la-hán, vị thứ hai chứng A-na-hàm. Đó, rồi cái vị chứng dần cho tới cái vị cuối cùng thì như là 3 vị cuối cùng không có chứng gì cả và 3 vị đó chết. Thì một trong 3 vị đó đó tái sanh vào thời Đức Phật, thì tái sanh vào một cái đoàn thương buôn. Thì vị này khi mà đi buôn trên biển á, sóng đánh dạt vào bờ, rồi kiếm những cái lá cây để che cái chỗ cần che, rồi người ta thấy vị này và tưởng vị này là cái người tu khổ hạnh, cho nên là tới rồi đảnh lễ, rồi cúng dường, rồi riết, rồi dần vị này tưởng là chắc vị mình cũng là A-la-hán, rồi A-la-hán có gì chắc mình cũng tới cỡ mình là hết cỡ rồi. Thì cái vị mà tỷ kheo bạn mà năm xưa bây giờ là vị thánh A-na-hàm á, thì mới xuống nói: ông bạn à, ông chưa là cái gì đâu, ông đừng có ảo tưởng, đừng có tà kiến. Đức Thế Tôn á, mới là cái vị A-la-hán chánh đẳng giác, ông hãy đi tới ông đảnh lễ ngài đi. Nói như vậy để quý vị thấy là một vị tu sĩ tu hành chắc chắn là tu hành đúng. Tại nếu trong nhóm đó mà tu không đúng là không có vị chứng thánh nha. Tu là tu chắc chắn đúng, giới hạnh ngon lành, quyết tu cho tới chết. Mà một vị như thế trong vòng luân hồi mà còn có thể phát khởi tà kiến thì nói gì tới mình? Bây giờ mình nói mình tu như thế nào để không dính tà kiến bây giờ ha. Thì chỉ có cách là thôi bây giờ mình tu ráng sớm chứng đắc đạo quả, bởi vì khi chứng đắc đạo quả thì không còn tà kiến nữa. Chứ còn sư ngại nhất là tu cái kiểu mà tu hẹn, là hẹn kiếp sau tu tu, là cái kiểu đó thì không ai hứa được hết trơn. Còn luân hồi thì kiểu gì thì mình cũng còn có tâm si ha. Cho nên là làm sao để đề phòng thì chỉ có nước bây giờ tu tích cực, tu cho tới khi nào mà chứng đắc đạo quả thì chỉ có cách đó thôi, chứ không có cách nào trơn trọi. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì về vấn đề này hay không? Dạ, kính thưa Đại Đức Hành Tại, kính thưa quý vị. Cái mấu chốt của câu hỏi này á, Đại Đức Hành Tại cái đã nhấn mạnh đến quý vị đó. Mà bản thân sư, và nếu hỏi sư cũng trả lời như vậy à, nói là nhân duyên gì kiếp trước mà một vị biết đến Phật Pháp mà lại dính phải tà kiến, thì mở ngoặc thường kiến nha, thường kiến. Nghe đang nói về khía cạnh thường kiến. À, cho nên sư, quý sư ở đây chỉ nói về khía cạnh thường kiến thôi. Đó. Rồi đoạn kiến là lại khác nè, tình tiết là lại khác nữa. Nghĩa là đoạn, nếu mà đây đoạn hỏi đoạn kiến là tình tiết phân tích lại khác nữa, cho nên ở đây chỉ là nói thường kiến thôi. Thì nếu mà sư trả lời như Đại Đức Hành Tại là có nghĩa là do mình có nghĩa là bèo nhất cho, nhưng mà mình chưa là thánh, bị thánh dự lưu thưa vị. Tại vì thánh dự lưu là đoạn trừ ba cái hạ phần kiết sử là gì, thân kiến hoài nghi với cấm thủ, mà cái thân kiến tính là tà kiến thưa vị. Có nghĩa là khi mà vị thánh dự lưu nói về vị diệu pháp á, là cái tâm sở tà kiến á, là bị diệt hoàn toàn, không có còn tà kiến nữa. À, đó là mà hỏi tại sao, thì đó là vừa cho hỏi tại sao mà còn nhân duyên kiếp gì mà dính phải tà kiến. À, thì là do chưa là thánh, chưa là thánh dự lưu nha, nó rõ là chưa là thánh dự lưu, cho nên còn dính phải tà kiến nè, tà kiến thường kiến, nhấn mạnh là tiếng tà kiến thường kiến. Quý vị phải hiểu á, tại sao mà quý sư lại nói là một khi chưa là thánh thì còn dính cái tà kiến thường kiến, mà tùy ở mức độ nặng nhẹ quý vị, nhưng phải còn nha. Tại vì sao?
Bởi vì trong cái bảy cái phiền não ngủ ngầm á đó, quý vị có nhớ không, hay là mình mỗi khi mình làm phước đó, mình hay hồi hướng là đi đăng mê bùn nhân sẽ quắc khai gia quá hăng hô tú đó, đó là do sự phước báo mà tôi đã trong sạch làm đây, hãy là món món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm linh đạt Di Lặc. Những cái phiền não ngầm này nó luôn hiện hữu, gọi đó lại nó gọi là ngủ ngầm nha, nó luôn ngấm ngầm nó nằm ở đó. Đó, chỉ có thẩm thấm diệt thôi. Thì trong đây rõ ràng nó nói bảy cái phiền não tiền miên hoặc là ngủ ngầm, thế vậy là tham dục nè, phẫn nộ nè, tà kiến nè, hoài nghi nè, kiêu mạn nè, tham hữu tiền miên nè, vô minh tiền miên nè, quá rõ ràng. Cho nên là một khi chưa là thánh thì phải còn cái tà tà kiến thường kiến đến như vậy thôi. Ngay cả quý vị phải hiểu á, là cái tà kiến thường kiến á, nó cũng có nhiều cấp độ trong tạng luật thưa quý vị, trong tạng luật đó giống như là Đức Thế Tôn có quy định mà khi mà cái người mà đã từng đi theo ngoại đạo, quý vị nghe rõ nha, đã từng đi theo ngoại đạo thì khi mà đến giáo pháp của ngài á, là phải biệt chú 4 tháng để kiểm tra chi kiến á, có nghĩa là có ổn chưa, chánh kiến ổn chưa, rồi sau đó mới chứ nghe là mới tiến hành mà nghe là viết thọ đại giới tỳ kheo thưa quý vị, nói như vậy đó, phải bị chú 4 tháng đó. Nhưng mà có một cái đặc quyền như vậy vậy nè, trong tăng luật để mình hiểu là cái thường kiến nha, mà ở mức độ mà gọi là có thể, có nghĩa là thường kiến ai cũng phải có, chạy chưa là thánh mà, nhưng mà ngài có nói như vậy, điểm như vậy, vậy quý vị phải ghi nhận là đối với Tập Thích Ca thì ngài cho đặc quyền á, dòng họ của ngài đó thì ngài cho đặc quyền là không có cần biệt chú 4 tháng, và những đạo sĩ thợ lửa không có cần biệt chú. Bởi vì sao? Bởi vì Thế Tôn ngài nói là do những cái đạo sĩ thợ lửa đó là họ có cái niềm tin nhân quả, nghĩa là tối thiểu họ vẫn tin vào nhân quả, cho nên là những cái đạo sĩ thợ lửa thì được chấp nhận là đến giáo pháp tu chứ không có qua cái biệt chú 4 tháng. Đó rồi, đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai thì quý vị nó hỏi là gì, vậy thì nên đề phòng kiếp sau, nên đề phòng làm gì kiếp sau để không mất mất cái tà kiến. Thưa quý vị, cái vấn đề là cái vấn đề cái bế trước sư đã nói rồi, có nghĩa là một khi còn phàm phu thì còn cái có tà kiến, nhưng mà quý vị hỏi là làm sao để mà tránh khỏi á, thì đương nhiên thì quý sư á ở đây á, sẽ đưa cho quý vị bốn pháp mà trong tăng chi Đức Thế Tôn mình có dạy, có nghĩa là để cho mình á, để cho mình mặc dù mình còn phàm phu mà còn tà kiến, nhưng mà cái mức độ mà tà kiến thường kiến á, nó không có nặng, đúng không, nó không có nặng, nghe mình vẫn tuy là còn phàm phu nhưng mà mình vẫn hướng đến có niềm tin tam bảo, hướng đến có niềm tin nhân quả, mình có tin niết bàn sự giải thoát. Thì trong tăng chi Đức Phật có dạy bốn pháp tiến hóa này nè, giúp quý vị luôn, nghe là quý vị làm bốn pháp này trên suốt hành trình sinh tử luân hồi đi, thì quý vị sẽ dù mình còn phàm phu thì còn tà kiến tiền miên thiệt, nhưng mà cái đó nó không gây ảnh hưởng cho cái gián đoạn nhiều cho trên hành trình giải thoát khỏi sinh tử luân hồi mình. Đó là bốn pháp gì? Thứ nhất là mình thân cận bậc chân nhân, tức là gần gũi giao du với bậc thiện trí đức đạo đức. Thứ hai là thính văn chánh pháp, là nghĩa là siêng học hỏi nghe pháp chân chánh. Thứ ba là khéo tác ý, thứ ý, ý là gọi là còn gọi Pali là Yoniso Manasikara, Yoniso Manasikara vị, là biết dùng trí tuệ suy luận nhận xét một cách khôn khéo. Và cái thứ tư là hành tuần tự pháp, là kiên trì thực hành pháp, thực hành liên tục điều đạn, họ trì những gì được nghe và hiểu rõ. Thì đây bốn bốn pháp mà gọi là bốn pháp tiến hóa mà làm cho tăng trưởng trí tuệ này. Tại vì trí tuệ là đại diện cho gì, là chánh kiến. Chánh kiến thì nó chánh kiến tức là cái pháp đối trị của tà kiến đó, như vậy phải hiểu bốn pháp. Nhưng mà ở đây sư gợi ý thêm nha, nhưng mà có một cái pháp á, ngay trong hiện tại quý vị thực hành quan trọng nhất, đó là sống với tinh thần tứ niệm xứ, có nghĩa sống với đời sống chánh niệm tỉnh giác. Thì quý vị cái đó là cái yếu tố mà chánh niệm tỉnh giác nó góp phần á, gần như là quyết định 50% thành công trong bốn pháp kia. Đó là lời khuyên của sư là mình hãy thực hành thiền tuệ thưa vị, tức là thiền Vipassana. Thì mong là quý vị luôn an trú chánh niệm tỉnh giác, thì dù sinh ra trong đời nào kiếp nào thì mình cũng gần gũi Phật pháp, mình khó mà mặc dù mình còn phàm phu còn tà kiến thành kiến, nhưng mà cái đó nó không có chi phối mình xa rời Phật pháp, không? Xa rời những lời Phật dạy. Dạ, cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi ở đây. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.